Ngọc Lan kể chuyện nhập viện cấp cứu, van xin bác sĩ cứu mạng. Lắng nghe chia sẻ của mẹ bỉm sữa về hành trình sinh con, Ngọc Lan rớm nước mắt vì đồng cảm. Cô tiết lộ mình từng đi cấp cứu, liên tục xin bác sĩ cứu vì sợ không ai lo cho con trai nhỏ. Trong chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa vừa lên sóng, Ngọc Lan đóng vai trò người dẫn chương trình với sự hỗ trợ của chuyên gia tâm lý. Cô nhớ lại, khi vô phòng mổ, bác sĩ chỉ gây tê thôi nên em biết hết tất cả mọi thứ. Từ lúc chích thuốc đến khi bác sĩ mổ và hỏi thăm, khi bác sĩ cho bé gặp mẹ, tự nhiên em nghe bác sĩ mổ chính bảo sao máu chảy nhiều quá. Em nghe tiếng máy đo tim đập liên tục, tự nhiên trong lòng em hoảng. Vì khi mình nghe máu chảy quá nhiều mà không cầm được thì mình sợ. Tay chân em run, lạnh hết người luôn. Em sợ nếu mình có vấn đề gì thì con mình sẽ như thế nào. Lúc đó, chồng phải giữ bé ở ngoài nên phòng mổ chỉ còn mình em. May sao bác sĩ gây mê lại hỏi thăm, nói chuyện để em bình tĩnh lại. Khoảng 10 phút sau thì mọi chuyện ổn hơn. Em nằm trên bàn mổ và khóc, biết là mọi thứ qua rồi. Lúc nhắc lại em vẫn còn nhiều cảm xúc. Em chỉ sợ mình không lo được cho con. Hai đứa còn nhỏ quá. Tại vì mình đã thấy con rồi, nó nhỏ và cần mình. Nên khi vượt qua rồi em cảm ơn trời Phật rất nhiều. Thanh Bình, Ngọc Lan thông báo ly hôn hồi tháng 11 năm 2019, sau 3 năm chung sống. Khi ấy Thanh Bình khẳng định lý do họ chia tay không vì người thứ ba, việc đường ai nấy đi, là tự nguyện sau thời gian cả hai không tìm được tiếng nói chung. Chúng tôi đến với nhau đều là những người trưởng thành, đủ chín chắn trong mọi quyết định. Khi nhận ra không thể tiếp tục đồng hành cùng nhau, cả hai đối thoại và vài tháng sau mới quyết định đường ai nấy đi, anh nói. Cùng quan điểm ly hôn không phải là chuyện hai người mà còn dễ ảnh hưởng đến sự phát triển của con cái, nên dù chia tay, cặp sao vẫn cùng nhau làm tròn trách nhiệm của những bậc làm cha làm mẹ với con trai Louis. Hiện Ngọc Lan đảm nhận nuôi Louis, song hai người thường liên lạc chia sẻ cách dạy con, cập nhật tình hình của bé. Tháng 3 năm 2020, Ngọc Lan 3 lần nhập viện, bị 3 bệnh khác nhau, uống nhiều kháng sinh, sức khỏe, thần kinh cô bị ảnh hưởng. Chưa phục hồi sức khỏe hoàn toàn nên đi phim, cô làm mất thời gian khá nhiều của mọi người. Sau đó diễn viên uống nhiều thuốc bổ để cải thiện sức, đảm bảo hoàn thành lịch phim. Sau nửa năm ở nhà chăm sóc con trai hậu ly hôn, Ngọc Lan tích cực hoạt động nghệ thuật. Cô đóng nhiều phim như Luật Trời, Trói Buộc Yêu Thương, Mặt Nạ Gương. Năm 2020, cô vượt qua nhiều đối thủ đăng ký giành giải nữ diễn viên truyền hình xuất sắc tại lễ bế mạc Liên hoan truyền hình toàn quốc. Bên cạnh đó, cô tham gia một số game show với vai trò MC như Bạn Muốn Hẹn Hò, Chat Với Mẹ Bỉm Sữa, Gõ Cửa Thăm Nhà. Ngọc Lan luôn chứng tỏ bản thân bản lĩnh mạnh mẽ sau khi kết thúc hôn nhân. Cô tận hưởng cuộc sống độc thân, thường xuyên đưa con trai Louis đi du lịch mua sắm. Diễn viên cho biết chuyện kết hôn hay ly hôn đã nằm trong tính toán nên cô không hụt hẫng hay mất phương hướng. Cô chủ động sắp xếp làm quen với cuộc sống mẹ đơn thân. Cô không nghĩ ly hôn là thất bại. Sự thất bại của một con người là không làm, không sống được theo ý mình mà lệ thuộc vào người khác, cô nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.